Hi, xin chào các bạn, mình là Diều Hâu đến từ channel Quạt D. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm về TikTok. Nói mình cô đơn là có sẵn cho em nói là người thế cũng có quyền yêu. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường. Và nếu như bạn nào thích làm phim và muốn học biên tập video để có thể làm và sản xuất ra những cái video ở tầm chuyên nghiệp hơn thì có thể tham khảo khóa khóa học của Quạt D. Link đăng ký thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả của video này. Và đây là những thứ cần thiết để các bạn có thể làm được một cái video TikTok. Đầu tiên là kích thước khung hình, phải làm sao cho nó chuẩn giống cái điện thoại một xíu. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta muốn tạo ra cái sequence để edit video trên TikTok á, thì các bạn phải đặt lại kích thước khung hình làm sao cho nó giống cái điện thoại nhất có thể. Bình thường video chúng ta Full HD sẽ là 1920x1080 đúng không? Nhưng mà trên điện thoại thì chúng ta phải xoay ngược lại một cái là 1080x1920. Còn về phần FPS thì các bạn cứ quyết định thoải mái tự do ha. Miễn sao nó phù hợp với video của bạn là được. Tại vì theo mình nhớ là TikTok nó còn hỗ trợ cả video 60fps nữa cơ. Sau đấy các bạn kéo cái video của mình vào. Và nếu như cái video của bạn nó không vừa với lại khung hình thì các bạn cứ double click vào trong cái khung review, sau đấy kéo nhỏ ra thôi. Ok rồi ha. Thứ hai là nhạc và thứ ba là điểm nhấn. Việc đầu tiên là bạn phải tìm được một cái bài nhạc thích hợp với lại cái video, sau đấy là tìm điểm nhấn. Thì ở đây là một cái bài nhạc không biết phải Vina House không, nhưng mà cái decibel của bài nhạc này thì cao vãi cả nồi, rất là dễ để bạn tìm ra được cái điểm nhấn của nó. Và sau đấy thì mình sẽ lấy cái tiếng bụp ngay cái vị trí này nhé, đánh dấu lại bằng phím M, tức là marker á. Nhớ là click vào layer mà bạn muốn đánh dấu trước nha, sau đó bấm M một lần nữa để bạn có thể đổi màu hay là xóa cái marker vừa rồi. Thông thường á, mình để ý là các bạn sẽ luôn luôn lấy cái đoạn điệp khúc của bài hát, nên chúng ta cần một cái transition cho audio ở ngay phần bắt đầu của âm thanh. Đơn giản là sẽ làm cho người nghe đỡ bị giật mình hơn khi mà âm thanh đột ngột phát ra. Nói là người thế cũng có quyền yêu. Tiếp theo là về phần video, các bạn phải chọn ra một cái điểm nhấn nào đó ở trong cái video mà bạn muốn làm nổi bật lên. Sau khi tìm ra rồi thì nhớ đánh dấu bằng phím M nha. Bước quan trọng ở đây là bạn sẽ đồng bộ hai cái marker sao vậy cho nó nằm song song với nhau. Em là bad girl. Sau khi các bạn tìm ra được điểm nhấn của âm thanh và video thì chúng ta có hai cái tùy biến để các bạn có thể chọn. Một là FM hold, hai là velocity ngay cái điểm nhấn đấy. Ở cái cách xử lý thứ nhất thì các bạn đưa kim thời gian ra tới cái điểm nhấn của video, click chuột phải rồi chọn vào FM hold thì tất cả những thứ đứng phía sau kim thời gian đều được đứng yên hết. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Tới cái kiểu thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng velocity. Các bạn kéo phóng to cả layer video lên, sau đấy chuột phải vào trong cái phần FX của layer đấy, chọn vào time remapping và speed. Cái đường line màu đen nằm ở giữa layer dùng để điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của video. Các bạn chọn vào công cụ pen tool và đánh dấu lại cái vùng mà chúng ta muốn tăng tốc. Kéo cái thanh màu đen lên thì video sẽ tăng tốc lên, còn kéo cái thanh màu đen xuống thì video sẽ chậm đi. Rồi sau đấy đưa vào mép của icon màu xám, kéo bè ra hai bên để chúng ta có một cái độ dốc nhất định. Các bạn cũng có thể nắm giữ cái trục màu xanh ở giữa để có thể tạo ra những cái đường cong và nuột hơn. Mới có tiền tiêu. Em là bad girl. Có tiền tiêu. Nếu như chúng ta tăng tốc hoặc là làm chậm bị lệch chỗ nào đấy thì các bạn cứ nắm giữ những gai cần xám, di chuyển ra phía trước và phía sau đến khi nào nó tăng tốc đúng cái vị trí mà bạn muốn thì thôi. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường. Ở phần sau thì các bạn có thể kéo cái thanh màu đen xuống cho nó slow một xíu, trông cũng khá là hay, nên nhớ là một chút xíu thôi nha. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl. Xong xuôi rồi thì nhớ cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ thơm tho cho em nó nha. Ok, như vậy là chúng ta đã xong hết cái phần chuẩn bị. Bây giờ thì sẽ tới cái phần là chèn những cái lớp effect lên để video có một cái điểm nhấn đẹp hơn. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ chèn một cái chuyển cảnh để làm sao cho cái video nó có một cái bùng nổ, một cái khoảnh khắc để cho người ta nhìn sướng mắt ấy mà. Ở đây thì mình sẽ chia ra 3 lớp layer. Lớp đầu tiên là effect, lớp thứ hai là particle, lớp thứ ba là màu sắc, lớp thứ tư là hiệu ứng chuyển cảnh, là một cái hiệu ứng shake hoặc là bất kỳ một cái hiệu ứng nào mà bạn muốn. Ok chưa? Vào thôi. À, các bạn đừng có quên là ủng hộ channel mới của tụi mình là Quả Đi Review nhé. Rất là hay ho đấy.
Lớp đầu tiên là lớp effect. Thì các bạn cứ tạo ra một cái lớp adjustment layer, xong kéo vào ở phía sau của cái điểm nhấn. Vào trong một effect chúng ta kiếm lại một effect nào đó mà chúng ta thích, kéo vào rồi điều chỉnh thôi. Một lưu ý nhỏ là ở cái lớp effect đầu tiên, các bạn nên chỉnh số lượng effect nó vừa phải thôi nhé, với lại nó tỉ mỉ một xíu. Mình thấy nhiều bạn cứ dồn một đống cái effect vào trong một cái layer, xong nó cứ để thả rông như vậy, không có trách nhiệm gì hết trơn á. Nhiều bạn còn chọn những cái effect trong nhá rất là nhà quê. Mình nói thật đấy, nên các bạn nhớ là cân nhắc một xíu nha khi mà chúng ta chọn số lượng effect nha. Ở đây thì mình điều chỉnh cái channel blur cho nó dễ nhìn, để các bạn dễ hình dung ha. Effect này thì nó khá là nhẹ nên chắc là các bạn hơi khó nhìn một xíu. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Tiếp theo là chúng ta cần một cái hiệu ứng làm sao cho hoa lá nó bay đầy màn hình, những cái đốm lửa nó cứ chạy xung quanh nó cái màn hình. Sau đấy là hoa anh đào nó cứ bay vòng. Thì để sử dụng những cái effect này, các bạn chỉ cần lên YouTube gõ là particle effect là xong. Các bạn chỉ cần tải một trong số những cái video trên đây về và nhớ background của nó phải là màu đen nhá. Để các bạn có thể sử dụng được cái lớp effect particle này, thì đầu tiên cái video mà bạn kéo vào trong timeline, nếu như nó không có vừa khít với cái lỗ của khung hình á, thì các bạn cứ click chuột phải vào layer đấy, chọn vào scale to frame size là xong. Rồi di chuyển cái lớp layer đến cái điểm nhấn. Sau đấy các bạn vào trong một blend mode của cái layer particle, đổi từ normal sang screen là ok. Đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có một cái hưởng trông khá là epic rồi. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường không thể chơi. Ở đây thì mình làm khá là nhanh gọn, cứ quăng một cái lớp adjustment như bình thường lên trên cụm của cái timeline, sau đấy vào trong một Lumetri preset, kéo đại một cái effect nào đó. Nếu như các bạn kéo vào xong mà thấy cái màu nó nặng quá hay là nhìn nó hơi bị gắt quá thì các bạn vào trong cái phần opacity của cái layer màu đấy, giảm cái phần trăm xuống là được. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường không thể cháy nắng. Còn nếu như trong cái trường hợp chúng ta có một cái lớp màu riêng thì các bạn tích vào trong cái workspace của color, vào trong một Lumetri color, tích vào input lớp ở trong cái phần basic correction, bấm vào browser và tìm đến cái lớp màu mà bạn muốn. Nhớ nhá, nếu như mà màu nó gắt quá thì các bạn chỉ cần giảm opacity thì mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Lớp thứ tư thì mình sẽ tạo ra một cái effect transition. Để sao? Khi một cái video đang chạy bình thường như này, nó bùng một phát, nó chuyển sang tất cả những cái layer effect mới mà chúng ta vừa tạo á, thì nó sẽ hợp lý hơn thay vì tự nhiên xuất hiện sừng sững vậy đâu được, đúng không? Ở cái effect này thì các bạn cứ kéo một lớp adjustment layer chưa có effect vào phía sau của điểm nhấn, và tiếp theo kéo cái preset shake của mình vào. Các bạn xem thử cái phần thô thôi là đã thấy nó hợp lý lắm rồi. Có tiền tiêu, em là bad girl trong bộ váy. Bạn mà thích một cái hiệu ứng rung mạnh á thì kéo cái lens distortion vào trong cái layer đấy luôn. Tiền tiêu, em là bad girl trong bộ. Còn nếu như bạn thích rung nhẹ hơn thì kéo cái lens vào trong một cái layer khác nằm ở phía trên. Tạm thời xóa cái effect lens cũ đi nhé. Kéo thêm một lớp adjustment nằm phía trên nữa, rồi đưa thằng lens vào. Link reset thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video này cho các bạn tải nha. Làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là ôi giời, ngon á, ngon á. Không ý mình là effect nó ngon á. Nhưng mà để cho cái khung hình nó nằm y như vậy thì trông cũng kỳ. Các bạn nên cho cái video của chúng ta nó có cái zoom từ lên một xíu thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Để phóng to ra thì đương nhiên các bạn sử dụng cái keyframe ở cái mục scale. Nhớ là khi mình phóng to ra thì mình cho nó phóng vừa thôi, chứ không là phóng lên mặt người ta. Vậy cái tốc độ nó cũng chậm lại một xíu, chứ không là ra nhanh lắm á. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Một cái tip nhỏ dành cho các bạn là ở những cái điểm nhấn bass tiếp theo á, thì các bạn có thể copy nguyên hai cái layer shake của chúng ta ra tới cái điểm nhấn đó. Các bạn nghe thử này. Như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Không biết các bạn thấy sao chứ mình cắt xong cứ thấy nó cứ rạo rực trong người sao á. Chắc phải bỏ tay ra khỏi quần quá đi mất. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong cái bài hướng dẫn về clip TikTok.
Thì hy vọng với bao nhiêu đây kiến thức, các bạn có thể làm cho video của bạn mang nhiều cá tính hơn, mang nhiều cái nét đặc trưng riêng của bạn hơn. Nhưng mà nếu một điều giúp mình nhé là làm mọi thứ liên quan đến effect thì chúng ta phải tỉ mỉ và tỉ mỉ, chứ đừng có để nó xồm xòa, nó over, nó lố lăng quá nha, nhìn nó kỳ lắm, nhìn nó mất chất lắm. Không phải mất chất, nhìn nó nhà quê à. Đúng rồi. Cũng đừng quên là nhấn like và subscribe cho channel của Quạt Đêm nha. Xin lỗi các bạn vì video gần đây á, ánh sáng này rồi máy quay của mình nó không có đầy đủ nên là chất lượng video nó sẽ bị hạn chế xuống một đống luôn. Các bạn thông cảm nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.